Ngành cơ khí Việt Nam hiện nay không thiếu cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, do tiềm lực yếu, các doanh nghiệp Việt Nam không thể nắm bắt cơ hội, thậm chí phải rời thị trường vì áp lực cạnh tranh. Theo các doanh nghiệp, ngành cơ khí Việt Nam hiện nay muốn đi lên rất cần chính sách hỗ trợ hợp lý của nhà nước vì đặc thù đầu tư của ngành này đang vượt quá sức doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp cơ khí đang cần sự hỗ trợ như thế nào để có thể nâng cao nội lực của mình? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Phước Tống, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, hiện nay thì các doanh nghiệp cơ khí thì đối với cái lĩnh vực mà công nghiệp hỗ trợ thì cái mức độ tham gia vào các cái ngành công nghiệp thì đến đâu rồi ạ? Ngành cơ khí chế tạo lâu nay thì đa số các cái doanh nghiệp cơ khí thì sẵn sử dụng các cái máy móc thiết bị cũ, công nghệ thì cũ, thì cái số lượng mà đầu tư mới hoặc đầu tư hiện đại có, nhưng mà so với tổng cái nền kinh tế, tổng cái nền cơ khí thì nó không nhiều. Mà đi vào công nghiệp phụ trợ thì nó đòi hỏi là có sự chuyên môn hóa cao, và cái máy móc của nó đòi hỏi là phải chính xác, thì cái loạt sản phẩm liên tục thì nó mới đảm bảo được cái tính kinh tế. Còn một số doanh nghiệp sử dụng máy cũ thì làm nó không ổn định, cho nên là cái nhu cầu khách hàng mình không đáp ứng kịp cái tiến độ đó, thì cái khách hàng cũng rất là ngại đặt hàng. Để đáp ứng cái nhu cầu hiện nay thì các doanh nghiệp phải đầu tư, mà đầu tư thì nó lại bài toán khó ở cái chỗ là nguồn vốn, rồi đầu tư xong rồi thì khách hàng, cái độ bền vững khách hàng như thế nào, và cái quản lý hệ thống, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng như thế nào để có được cái hiệu quả đầu tư, thì đó là một cái bài toán mà bây giờ các doanh nghiệp cơ khí mà nếu có cái mong muốn phát triển thì bắt buộc phải tham gia. Và một cái điều rất quan trọng là chính quyền thành phố hiện nay là cái thông điệp đưa ra là sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà do cái tiềm lực, nội lực của các doanh nghiệp chưa đủ mạnh nên là nhiều doanh nghiệp cũng chưa tiếp nhận được sự hỗ trợ này. Thưa ông, bài toán lẫn quẩn hiện nay tức là phải có đầu tư thiết bị máy móc rồi thì mới được khách hàng chấp nhận, hay là phải tìm cái nguồn khách hàng trước rồi sau đó thì mới an tâm là đầu tư máy móc thiết bị, thì cái giải pháp cho cái bài toán lẫn quẩn này là gì ạ? Thì thật ra là nó là một cái vòng xoắn ốc từ từ. Anh không thể nào giữa con gà có trước và cái trứng có trước, thì anh không thể nào anh đùng một cái là anh có một cái lớn được, mà nó phải là một quá trình liên tục chuyển biến. Tức là anh phải đầu tư thì anh bắt đầu anh mới làm được hàng cho khách, khách mới đồng ý sẵn sàng. Nhưng mà khi anh làm được rồi thì anh lại tiếp tục anh quay lại anh đầu tư tiếp. Thì bây giờ cái vòng đó như thế nào mà nhà nước phải hỗ trợ để cho cái vòng đó, có nghĩa là phải có sự tái đầu tư tốt. Thực tế là trong ngành cơ khí là không có doanh nghiệp nào đùng một cái đầu tư một nhà máy cơ khí lớn hết. Cơ khí là phát triển từ nhỏ đi lên, tức là nó không thể nào anh làm cái lớn quá anh không có khách hàng. Như vậy thì theo ông thì trong cái chính sách hỗ trợ phát triển đối với cái ngành cơ khí thì có những cái mặt hạn chế như thế nào, và cần có những cái hướng mà khắc phục và những cái hạn chế này như thế nào? Thì như tôi đã nói, cái hiện nay là cái đầu tư là cái vốn. Để đầu tư thì phải có vốn, mà các doanh nghiệp thì muốn có vốn thì hoặc là tự có hoặc là vay, mà tự khó thì cũng hạn chế, cho nên là phải vay. Mà giờ muốn vay thì bây giờ phải có tài sản thế chấp, thì đó là một bài toán khó của cái doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp mà có quá trình phát triển rồi, như là cái vòng xoắn ốc nó đã lên nửa chừng rồi thì nó đi tiếp thì nó dễ, nhưng bắt đầu thì nó rất khó. Nhà nước cần ngoài cái chính sách 33, 38 mà như hiện nay là hỗ trợ lãi suất vay bằng thông qua ngân hàng, thì bây giờ thêm một cái kênh nữa là kênh cho thuê tài chánh. Thì các doanh nghiệp khi mà thuê mua tài chánh á, thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận vốn hơn. Thì tất nhiên là yêu cầu đặt ra là chính sách cho phép, nhưng mà cái mức độ hỗ trợ thì nó cũng hoàn toàn giống với lại mức độ hỗ trợ so với lại là vay vốn ngân hàng. Thì đối với nhà nước thì cái vấn đề mà hỗ trợ thì vẫn y như vậy, nhưng đối với doanh nghiệp thì chấp nhận một cái chi phí cao hơn, thì tiếp cận được vốn dễ hơn và cái khả năng phát triển nó tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ.